rõ hơn thì thầy và các em chúng ta sẽ làm các ví dụ sau đây. Ví dụ 1, sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng. Đây. Đây chúng ta có một loạt các đơn thức. Và người ta yêu cầu các em là phải sắp xếp các đơn thức này thành đơn thức đồng, thành nhóm các đơn thức đồng dạng. Để các em tập trung nhá. Chúng ta quan sát này, thứ nhất ở đây thì các em quan sát cho thầy là riêng 5/7 x mũ 3 y bình cộng 1 thì nó không phải là đơn thức. Tại vì theo khái niệm về đơn thức thì chỉ có phép nhân, đúng nào, phép lũy, lũy thừa của hệ số và biến. Mà ở đây chúng ta là có phép gì đây? Phép cộng. Cho nên ở đây chúng ta khẳng định đây không phải là đơn thức rồi. Riêng cái đó bỏ ra này. Bây giờ chúng ta xét này. Xem, các em quan sát đây cho thầy là xem phần biến của chúng có những thằng nào giống nhau. Riêng về hệ số thì chúng ta thấy rằng đây là 2/3, đây là 1, đây là -1/2, đây là 2/7, đây là 1. Tức là yêu cầu đầu tiên là thỏa mãn hết, tức là hệ số có thể khác không, đúng nào? Riêng yêu cầu về hệ số có thể khác không là thỏa mãn hết, đúng không nào? Đây là hệ số khác không có thể được thỏa mãn hết. Bây giờ chúng ta xét thứ hai là có cùng phần biến. Thì em quan sát nhé.